Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Sika chia sẻ cho các bạn 4 bước thành công nếu biết sớm đã giàu. Thì Sika đã ứng dụng 4 bước thành công này để đạt một cái kết quả mục tiêu của mình trong cái thời gian vừa qua. Nếu như mà ở mấy năm về trước Sika mà biết đến những cái bước này thì Sika đã thành công hoặc hơn rất là nhiều, không phải trải qua những cái thử thách về tài chính, không phải trải qua thử thách về mối quan hệ, không phải trải qua về cái sức khỏe của mình. Và hôm nay Sika muốn chia sẻ 4 bước này nằm trong video này, các bạn ứng dụng cho mình có một cái cuộc sống giàu có năm 2023. Thì bước đầu tiên đó là các bạn hãy ra quyết định và lựa chọn cái kết quả cuối cùng mà mình mong muốn. Ví dụ như là sáng sớm các bạn muốn dậy, hay quyền dậy hay thức đó là quyền của các bạn. Ra trường thì mình có quyền lựa chọn đi làm thuê hay tự kinh doanh, hay là tự kết nối với môi trường nào đó để hoạt động. Nói tóm lại, người thành công và chưa thành công chỉ khác nhau có một sự lựa chọn và ra quyết định mà thôi. Vậy ngày hôm nay các bạn phải có cái khả năng lựa chọn, ra quyết định. Các bạn phải phát triển được trí tuệ và tầm nhìn của mình lên. Bước thứ hai, các bạn lựa chọn kết quả rồi các bạn cần phải hình dung tưởng tượng cái kết quả mà mình đã mong muốn liên tục. Ví dụ ngày các bạn phải là 2-3 lần. Các bạn muốn ký kết, ví dụ như các bạn muốn ký kết hợp đồng với ai người nào đó, thay vì chúng ta lo lắng sợ không biết khách hàng có ký với mình hay không, hay là mình nói chuyện như vậy có làm cho đối tác của mình phật lòng hay không, có ok chưa, thì các bạn hãy hình dung rằng khách hàng đã mua hàng của mình rồi và khách hàng đã chuyển khoản vào tài khoản banking cho mình, hay là khách hàng đã đưa tiền mặt cho mình. Hãy hình dung cái kết quả mà các bạn đã mong muốn nhất, giống như là các bạn đã đạt được cái điều đó rồi. Và thứ ba là hành động ngay lập tức. Thì khi các bạn đã hình dung xong thì các bạn đang toát ra một cái tần số, những cái điều mà các bạn muốn đưa ra ngoài vũ trụ. Và theo luật hấp dẫn thì các bạn sẽ thu hút lực, nguồn lực, con người, quý nhân tương ứng với cái tần số mà các bạn đã phát ra, và giúp các bạn đạt được tất cả những cái mục tiêu. Nhưng các bạn quyết định xong và các bạn không hành động thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ không đón đợi nhận được nguồn lực hay là cái kết quả gì đâu ạ. Và bước thứ tư thì chúng ta hãy ăn mừng chiến thắng. Và bước này thì rất là quan trọng nhưng mà ít người chú tâm đến lắm. Tại vì khi mà chúng ta biết cách ăn mừng chiến thắng cho chính bản thân chúng ta đó, thì ở vũ trụ, cái tiềm thức trong con người chúng ta là người ta mới hưởng ứng và bảo chủ nhân của ta muốn thích những cái điều thành công này. Tại vì mỗi lần thành công là chủ nhân của ta rất vui sướng hạnh phúc, và chính cái điều đó là sẽ giúp cho các bạn thu hút những cái nguồn lực, những cái thành công đến nhiều hơn. Và Sika chúc cho các bạn áp dụng 4 bước đó trên để thành công tuyệt đối. Và muốn hiểu rõ hơn cách ứng dụng, hãy để lại bình luận phía dưới. Sika sẽ giúp các bạn làm sao để ứng dụng đạt hiệu quả nhất. Và các bạn nhớ like, follow kênh để đón nhận những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.